Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cắm dây lắp cái bộ trống Benelli này, bộ trống toàn bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái mặt lưới, kể cả kiếp mặt lưới luôn. Benelli DD518 để có 1, 2, 3 cái sâmban, không, 2 sâmban brass, 1 china và 1 hi hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mặt lưới, kể cả chân kiếp luôn. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển qua cái phần cắm dây ở trên cái hộp tiếng. Chỗ này khá nhiều lỗ nha. Em có thể di chuyển lên trên chút, nhìn ở trên xuống nè, thấy một đống lỗ nè. Đấy, rất là nhiều lỗ ở đằng sau. Rồi thôi giờ nhìn mặt trước đi, ở trên nhìn xuống nè, thấy chữ màu trắng không? Rồi thấy như màu trắng nè. Đây nó có hai head. Control hai head, snare, grass 1, grass 2, ride, kick. Đó. Cái đó là các cái lỗ của hàng trên. Rồi nhìn sau tới một chút, thấy cái lỗ của hàng trên rồi đó, cái lỗ hàng trên. Rồi bây giờ nhìn chữ trắng ở trước, chữ trắng hàng dưới, tâm 1, tâm 2, tâm 3, tâm 4 à, hàng dưới, đây là lỗ của hàng dưới. Rồi nhìn sang lỗ, đó là lỗ của hàng dưới. Ok. Rồi cắm dây thì mình đứng ở chiều đối diện ngược lại. Rồi nhờ em di chuyển qua đây đi. Đây chúng ta có một đống dây nè, rất là nhiều dây. Các bạn có thể sẽ không biết bắt đầu từ đâu, giờ tôi hướng dẫn các bạn nha. Giờ bắt đầu nè, ở trên mỗi dây nó sẽ có ghi chữ hết, nó sẽ có ghi chữ. Ví dụ đây các bạn thấy chữ tùm 4 không? Đó, nó có chữ tùm 4, thì cắm vào cái lỗ tùm 4 à. Ở trên, ở dưới cái lỗ nó sẽ có ghi một cái in một cái chữ màu đen, chữ lồi, dành cho người khiếm thị, người ta rờ lên ta thấy chữ tâm 4. Rồi các bạn rờ lên các bạn sẽ thấy cái chữ tâm 4 ở dưới. Đó, có từng cái chữ đó. Rồi các bạn cắm vô theo cái hướng dẫn này, ví dụ tâm 4 cắm vào cái lỗ tâm 4. Rồi, nguyên hàng dưới sẽ là tâm. Từ bên phải qua bên trái, nếu nhìn từ cái hướng của tôi nè, hướng các bạn đang nhìn luôn á, từ bên phải qua bên trái sẽ là tâm 1, tâm 2, tâm 3, tâm 4 đó. Giờ tôi kiếm cái nào nó là tâm đó, thì tôi cắm vô đây. Tâm 3 là màu đen nè, dây màu đen. Tâm 3 thì tôi cắm vô tâm 3. Rồi kiếm tiếp cái tâm coi, cái nào có cái tâm, có cái chữ tâm thì cắm vô này. Hết kích không phải. Tâm 2 nè, tâm 2 màu tím nè, màu xám, màu đen, màu tím. Tâm 2 à, tâm 1 kiếm cái tâm 1 coi. Tâm 1 màu cam nè. Rồi, thấy màu cam không? Nó có chữ tâm 1 màu cam. Cắm tâm 1 vô. Rồi giờ hàng trên nè, nó cũng có cái hàng chữ, chữ in lồi lên, từ bên phải qua bên trái, hai head với lại hai head control. Rồi em di chuyển qua bên phía bên kia đi, em nhìn cho nó rõ. À, hai chữ hai head, bây giờ hàng trên nè, chữ hai head, thì kiếm cái chữ hai head cắm vô, màu trắng nè, hai head. Hai head control là đạp dưới chân á, là hai head đóng á. Kiếm chữ hai head control, nó còn gọi là hai head pedal. Đây màu xanh lá nè, hai head pedal cắm vô. Cái bên là snare, kiếm chữ snare. Snare này chữ snare màu vàng nè. Đó, cắm vô snare. Rồi grass 1, kiếm chữ grass 1. Đó là Bella, cái cymbal grass 1. Màu nâu á, màu nâu grass 1. Grass 2. Grass 2 chữ grass 2 màu nhỏ nhỏ màu xanh dương đậm nè. Grass 2. Cắm vô. Rồi chữ rye là Bella China, rye. Rye nè, màu xanh lá đậm. Cắm vô, rye. Kick
là cái cuối cùng, màu xám kích. Rồi để ý nha, các bạn thấy cái dây này là một vạch, rồi có một số dây nó là hai vạch, thì đây dây hai vạch là dây stereo nè, dây hai vạch là dây stereo. Thì dây hai vạch nó sẽ có cảm ứng đánh ở những vùng khác nhau, nó sẽ tạo ra tiếng khác nhau nha. Đó, hầu hết tất cả các loại pedal grass, cái mấy cái cymbal grass là hai vạch hết, kick thì là một vạch. Đó, nó snare cũng là hai vạch, là đánh ở những vị trí khác nhau ra tiếng khác nhau nha. Rồi đó là cắm dây nha. Rồi ở dưới đây có cái lỗ phone, có cái hình phone, nhìn đây, nhìn phone nè, có vẽ hình cái phone. Rồi ngầm ở dưới nó sẽ có cái lỗ phone. Rồi quay xuống dưới nè, ở dưới nè, đây ở dưới lỗ phone này, làm ơn sử dụng dây hai vạch nha, stereo, đừng có nhè cái dây một vạch cắm vô, nó không lên đâu, hoặc nó lên tiếng rất dở, tại vì nó xài hai mạch luôn, nó ra hai con dây, dây kiếm dây stereo hai vạch, ok, hai vạch cắm vô phone. Đầu còn lại của cái dây phone đó các bạn cắm vào trong cái loa monitor của ổ trống á, lỗ drum in, lỗ drum in. Đầu còn lại cũng là hai vạch luôn, cắm vào lỗ drum in. Ok. Rồi mình nhìn di chuyển ở trên, lên trên chút, output nè. Output như là audio in. Cái chỗ output này bạn cắm ra mixer mà có hai lựa chọn. Một là sử dụng hai cộng dây giống như vậy, hai cộng dây mono nè, hai cộng dây mono. Led mono với lại drive cắm ra hai lỗ riêng biệt ở trên mixer. Một cái led mono, một cái drive. Còn trên mixer pan, cái này là red, cái này là drive. Đó là lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai, các bạn sử dụng cái lỗ này, cái dây này, dây stereo cắm vào lỗ phone. Chọn một trong hai lựa chọn nha, cắm lỗ phone này cũng được, mà cắm hai cộng output cũng được, chất lượng âm thanh như nhau. Tuy nhiên cả lỗ phone này tiếng có thể nó sẽ lớn hơn chút nha, còn hai này tiếng có thể, nếu mà cắm mỗi lỗ thì nó nhỏ hơn chút, cắm hai lỗ cộng lại thì tiếng sẽ đều ra. Và nhớ trên mixer pan hàng left mono là sang left, right sang right, tắt hết hiệu ứng trên mixer. Trên dàn mixer đừng có để echo, reverb, đừng để hết, chỉnh sang 12 giờ hết ha. Bass drum pedal chỉnh sang 12 giờ hết. Rồi còn cái lỗ audio in. Cái này là cắm từ điện thoại, cắm vào, cắm phát nhạc vào. Cắm nhạc từ điện thoại hoặc máy tính á, cắm phát nhạc vào. Chúng ta có cái dây, giờ chúng ta lấy cái dây này ha, tôi lấy cái dây stereo này, đây là 6 ly. Thêm một cộng nữa đó. Mở trống nha, nhìn ở chỗ này nó có cái power on off, nó bên hông nha, nó ngầm ở bên hông, rồi gạt lên là sẽ bật điện lên, gạt xuống là tắt, rồi bật điện lên. Rồi stop. Đây cái lỗ audio in nữa các bạn. Đây, lỗ stereo, các bạn nhớ sử dụng dây hai vạch. Tôi đưa cho bạn cái dắt chuyển nè, từ 3 ly rưỡi sang 6 ly stereo ha, hai vạch. Cắm vào đây. Và tôi sử dụng cái dắt chuyển dắt 3 ly rưỡi, một đầu thì cắm vào cái iPad hoặc điện thoại, rồi còn lại cắm vào đây. Tôi bật lên, điều khiển volume ở trên cái iPad này một phần, còn lại volume các bạn điều khiển ở đây, có cái volume audio in, AUX in gọi là audio in, viết tắt volume audio in này. Rồi một cái volume thứ hai nữa là volume của phone, là volume phone, đó là volume này, đây volume phone, rồi chỉnh volume audio in lên, chỉnh volume phone lên. Volume audio in. Nếu khi các bạn cắm từ cái lỗ phone này ra,
thì volume phone là volume tổng của cái máy. Còn nếu các bạn cắm output led mono right thì master là volume tổng. Các bạn có thể cắm cùng lúc nè, left right và cắm phone cùng lúc luôn. Ví dụ nè, left right các bạn cắm vô mixer, phone các bạn cắm vô cái loa monitor, hoặc cắm vô tai nghe kiểm âm, hoặc cắm vô cái loa khác đều được. Các bạn có 3 lỗ output, left mono, right mono, hai cái cộng lại là stereo đó, left right là hai sợi, hoặc một sợi stereo phone, stereo là hai vạch, mono là một vạch. Rồi volume của phone này, volume của audio in đây, volume master là tổng tất cả các loại volume. Volume master là volume của output này ha, quên đây. Đây output chưa cắm cho nên nó không có tác dụng ha. Rồi. Rồi giờ tôi cắm output nè, một cái output nè. Đó, output đó. Rồi đó là về phần cắm kết nối nè. Còn phần nữa là cắm kết nối vô từng cái mặt phát, từng mặt. Ra ngoài. Cắm kết nối thì các bạn không thể vừa đứng vừa cắm được, các bạn phải ngồi xuống, các bạn quỳ xuống như tôi nè. Các bạn phải quỳ xuống, các bạn lại lột nó rồi mới vô được, tại vì nó cắm nó từ dưới lên. Nè, grass 1. Đây, grass 1 là cái timpan bên trái, cái lỗ nó nằm ngậm dưới thì quỳ xuống mới thấy đường cắm vô ha. Cái lỗ grass này là grass 1, grass số 1, grass số 2. Đây là grass số 1, đây là grass số 2. Grass số 1, grass số 2. Rồi thấy chữ là grass. Grass số 2. Ngược lại. Đó là cắm vô. Grass số 1, grass số 2. Đây là right. Right là samban China á, cái samban to nhất á. Này cũng phải quỳ xuống luôn mới thấy được. Đây right nè, chữ right nè. Right. Rồi. Đây là hai hết. Samban nhỏ nhỏ à, hai cái nón nắp nồi với nhau là hai hết. Hai hết đây. Cúi xuống cắm vô như hai hết. Rồi xuống chân trái. Chân trái là hai hết pedal. Hai hết pedal. Ở chân trái. Đây cái lỗ nó như đây. Rồi chân phải là kick. Đây mặt kick. Mặt trước màu đen với mặt sau màu trắng, mặt lưới á. Đây coi chữ kick nè. Cái lỗ nó nằm bên hông. Rồi snare. Lỗ snare nằm đây. Phải cúi xuống nó nằm hàng ngầm ở dưới nha. Không là không thấy đường đâu. Snare màu vàng. Đây lỗ cắm ở đây snare. Đây, xích lên chút tới tâm nè, tâm. Vị trí tổng thể là tâm 1, tâm 2, tâm 3, tâm 4. Nó đứng ở vị trí của tôi nhìn ra ngoài thì nó là từ bên trái qua bên phải là 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn từ ở ngoài nhìn vào trong thì nó là từ phải qua trái của các bạn. Tâm 1, tâm 2, tâm 3, tâm 4. Rồi, kích thước của các tâm là như nhau, ngoại trừ cái tâm to nhất là tâm floor. Tâm floor nè, kích thước của tâm floor bằng cái là kích thước của snare. Hai cái mặt này kích thước bằng nhau, kích thước của snare và kích thước của tâm floor, hai mặt này kích thước bằng nhau. Ba mặt còn lại tâm 1, 2, 3 kích thước như nhau. Rồi kích thước của grass
grass 1, grass 2 như nhau. Kích thước của China Rye là to nhất. Rồi kích thước của ai hết nó nằm ở tầm trung trung bình. Tôi mở tôi so thử cái hình giống nhau như vậy. So kích thước, đây là kích thước của 2 hết. Kích thước của 2 hết. Đây mình nhìn ở trên. Là như là như nhau luôn á, là như nhau. Kích thước của 2 hết nè, 2 hết. Grass 1 và grass 2 là như nhau. Nó như nhau. Kích thước của rai là to nhất. Ba cái tâm này có tâm 1. Tâm 1. Màu cam mà ngầm ở dưới. Tâm 2. Vị trí cũng vậy luôn. Tâm 2. Tâm 3 màu đen nè. Tâm 3. Tâm 4. Tâm 4 màu xám. Rồi chúng ta cắm dây rồi, cơ bản là xong rồi. Nếu các bạn có cái loa, có cái loa AP50 hoặc là 30 đó, thì đây là vị trí lắp loa nè. Vị trí lắp làm sao là nó pan ra hai bên, nó đều, nó tạo thành cái hình tam giác giữa cái loa, cái đầu của bạn hình tam giác. Left right, ở vị trí tôi nhìn ra là left, right, left bên trái, right bên phải. Cái vị trí các bạn nhìn vào, ở ngoài nhìn vào là ngược lại. Left, right, sao left, right, left, right là ok. Thì trên cái loa, chúng ta cắm cái dây AV vào trong. Là loa vệ tinh này. Hay có loa vệ tinh. Đúng lỗ. Left, right, để ra tiếng được hay nhất. Hướng dẫn sử dụng nè. Hôm qua đây ở trên, em phải ở trên nhìn xuống thấy được, thấy đường. Trên nhìn xuống thấy đường. Thấy không? Thấy chữ không? Cao một chút nhìn xuống. Cái góc xéo ở trên nhìn xuống mới được chứ em nhìn ngang qua bắt đầu chữ nó mờ rồi. Làm sao để thấy rõ được chữ nhất chữ, thấy rõ không? Đứng như này sao? Chúng ta có các công cụ như sau là bấm vào cái nút kit. Nút kit là chọn các loại bộ trống. Tôi gửi dây nha. Bấm vào nút kit là chọn bộ trống. Chúng ta có số không thấy đường thôi. 99 bộ trống nha, 99 bộ trống. 99 bộ trống, trong đó nó có cái bộ trống mà có sẵn á là đến số 40. Từ 1 đến 40 là các bộ sống có trắng, bộ trống có sẵn rồi. 1 đến 40. Từ 41 trở lên là các bộ trống my kit là bộ trống chưa có cài đặt á, là trống. Hết đóng, đạp chân vào là hai hết đóng. Mười ở lên dần là hai hết mở. Đóng, mở lên, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở. Là bộ trống techno số 40, bộ trống số 40.
Ổ trống số 39 là thử. Các nhiều loại bộ trống khác nhau, R&B. Các bạn xoay nút tròn này để di chuyển giữa các bộ trống nha. Đó, để di chuyển là những cái giữa trống khác nhau nè. Step, Industry, Metal. Acoustic. Power, Funky, Power. Power, Funk, Bang. Cái bộ trống mà giống như tiếng nhất nữa là nằm ở bộ trống số 1. Các bạn đánh vào viền thì nó sẽ nghe khác một chút nè. Đánh vào viền xem. Đánh vào viền là khác, đánh vào mặt là khác. Cái này. Rồi, ride nè. Đánh vào giữa thì nghe khác. Đánh vào về thì nghe khác. Rồi. Crush. Chụp nè, crush. Chụp. Chụp lại nè. Chụp lên thì nó câm. Hoặc là nhấn xuống. Rồi, nghe không có nhấn xuống nè. Chụp lại. Rồi ở trên cái bộ trống nè, đó là kit. Còn son, ta bấm nút son thì chọn những cái bài hát để tập. Ví dụ là bài phân số 3, bấm play. Xoay để chọn bài khác. Đó, qua bài khác. Những cái bài khác để tập. Rồi, phát mưu là để tắt tiếng trống để mình tập á. Tắt phát mưu đi nè. Đó, tắt bật tắt phát mưu. Rồi. Tempo nè. Tăng giảm tempo, có nút số tempo bên phải. Tempo bên phải nè. Giảm tempo lại nè, tăng lên. Đó. Các bạn có thể xoay để chọn, bấm vào nút son chọn bài hát nè, swing. Đó là khác. Hoặc là bấm nút cộng trừ nè, rồi số 4 cộng lên và số 5 nè, hoặc là xoay cũng được. Rồi xoay không được. Tôi đánh tôi thu lại nha, để lục cái dùi trước kia nè. Bấm rec nè. Bấm cái nút rec. Nhìn cái nút rec. Rồi để thu lại. Nút rec cái bên á, thì bấm thu lại. Đây có hình thẻ nhớ nè. Các bạn cắm cái thẻ nhớ vào ở dưới, nó có khe thẻ nhớ ở dưới. Đây, chỉnh cho nó lên chút. Thu xong lấy file luôn đúng không? Ừ. Đây.
móc xuống một chút. Cái này có cái đầu độc thẻ lớn. Nè, ngắm cái thẻ nhớ to vào á. Ngắm thẻ nhớ to vào. Để lúc đó các bạn bấm nút rác thì mới rác được, không có thu vào đâu. Click xong. Demo. Rồi đây là nút thử. Thử tiếng. Các bạn có thể gỡ cái đầu này đi. Gỡ cái đầu này đi. Gỡ hết mấy cái dây này ra luôn cũng được. Gỡ hết ra. Tôi gỡ hết ra, đem cái đầu này đi diễn không nè. Diễn đám cưới không nè. Thấy không? Em diễn không, cắm một cái lỗ phone ra thôi. Điện tử đi diễn bấm chọt 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 á, cái tay chọt 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 chọt, gỡ hết ra, gỡ cái đầu này ra luôn, đem cái đầu này đi diễn không nè, không. Rồi, còn muốn sân si hơn nữa thì kêu taxi chở nguyên vàng đi diễn đi, cắm dây lại. Rồi bây giờ tới phần lắp ráp ha, rồi tới lắp ráp, rồi shop đi phần, đây là phần lắp ráp, phần lắp ráp nè, tôi tháo còn mấy ông lắp. Đây là có cái con dụng chuồn, dụng cụ đi kèm theo nha, nhớ giữ. Cái này để lắp ráp các cái chi tiết nè, bằng con ốc á, con ốc. Rồi trên, giờ gỡ sâm ban trước, trong sâm ban nó sẽ có cái miếng mút, những cái đồ xoay. Nhớ giữ nè lại nè, miếng mút, mút nha. Nếu không có thì hy sinh một đôi dép, cắt cái đế dép ra, làm cái miếng cao su, mút. Đây, nhớ giữ lại phần này. Là gắn đệm vào ở trên mỗi symbol, trên mỗi symbol crash 1, crash 2 và hai head như nhau. Ngay đây là một bộ nè, ập vô đó là một bộ của nó. Đây phần này đó, đây là symbol nè, symbol 1, symbol 2 giống như nhau, symbol 1, symbol 2 như nhau. Đây gọi là hardware nha, kim loại nó cứng cáp. Này lấy làm vũ khí đánh nhau cũng được. Symbol 1, symbol 2 nó gọi là crash 1, crash 2 giống nhau. Đây. Những cái phần xoay này thì chưa cần đến chuồn chuồn đây. Hai cái như nhau nha, trái và phải như nhau. Rồi hai head để cái mặt cảm ứng. Kích thước cũng giống như crash 1, crash 2 như nhau. Đó, lấy thay thế cho nhau được không sao ha. Rồi cái cục này, đây cái cục chĩa hardware của nó cũng giống như nhau luôn. Nhìn ba cái nó giống như nhau. Đây, như nhau. Chỗ này cũng giống vậy luôn, hardware nó có thể thay thế được. Ba cái chuyển đổi cho nhau được. Riêng cái thằng Rai to nhất. À, phần hardware như nhau nha. Các bạn nhìn vào cái phần hardware này, nhìn có hai con ốc vặn, một con ốc vặn là di chuyển theo chiều tới lui, một con ốc này là để chọt cái cần hardware hồi nãy chọt vào. Nha, hai cái thì tôi để dính đây luôn đi để hồi nó khỏi lạc, siết lại để dính đây luôn đi. Còn những cái phần như thế này nó sẽ có phải có cái con dùng chuồn để dặn những cái phần đâu rồi, chuồn này để dặn gì quên mà. Đây những cái mặt snare này, những cái mặt snare khi cần căng lưới thì các bạn chọn chuồn chuồn vào và dặn ha. Cái này nó căng sẵn rồi cũng không cần, khi nào mà đánh mà nó tuột
ví dụ lưới nó hết căng đi, nhấn vào hết căng rồi, giống như cái da mặt, cái mặt nè, cái mặt mình nhấn vào nó lún luôn á, hết căng rồi thì dặn lại, siết lại. Bây giờ đây cái mặt mình nhấn là hết căng thì siết lại, hôm nay chưa cần thiết. Rồi các mặt, mặt tum nè, tum 1, tum 2, tum 3 như nhau, kích thước như nhau. Đây, kích thước như nhau, có thể hoán đổi cho nhau được. Đó, tum 1, tum 2, tum 3 như nhau. Cái tum 4 thì to hơn, tum 4 sẽ to hơn. Tum 4 nè, các bạn để ý tum 4 và snare nè, tum 4 và cái snare. À, hai cái tum 4 và snare là như nhau nha. Đó. Bằng nhau. Có thể hoán đổi cho nhau được. Rồi cái chân kích. Chân kích nó sẽ có mặt kích, mặt chân, là cái mặt để mình đạp vào và cái pedal đó luôn, mình có cái pedal đạp vào luôn, pedal và cái mặt, mặt lưới luôn, lưới, mặt đen quay ra ngoài, mặt lưới quay vô trong để mình đạp pedal, đạp chân. Rồi các cái que này là để cắm cái phần tum vào, nó như nhau hết các bạn, cái que này cắm phần tum vào đó, nó có 1, 2, 3, 4 và 5, 5 cái que đây, 5 cái que, 3, 4, 5. Rồi tất cả cái cùm này tôi để nguyên ha, khỏi gỡ ra không công. Các bạn điều chỉnh được chiều tới lui thì xoay cái cùm gọng to ha. Còn điều chỉnh chiều ngang thì những chiều ngang ngang xoay qua trở lại thì xoay cái cùm gọng nhỏ, nới cùm gọng nhỏ ra xoay ngang, rồi ngang. Còn tới lui, tới lui thì lại cái cùm gọng to. Ok. Ông nào lỡ xui mà dặn mạnh tay quá làm gãy hay là mất thì phải tìm cách, phải tìm đồ thay thế, hơi cực. Gọi cho tôi và chụp hình gửi cho tôi xem sao. Nó kiếm hơi cực. Rồi, nếu mà các bạn xài cái loa, tại cái loa thì sử dụng chuồn chuồn nè, mở cái cùm ra. Đây, loa vệ tinh. Nó có sẵn cái cùi tròn tròn này chọt vô. Hay là cùm của cái loa vệ tinh. Mở ra. Để ý hát que của nó nè. Đây, con ốc mà có cái đầu vuông là sử dụng cho, sử dụng chuồn chuồn này để tháo, tháo lóc nè. Nhớ giữ nha, lỡ mất rồi mai mốt đi chọt con vít, đi kiếm con vít nữa, gắn thế vô nè. Những cái linh kiện nhỏ này tôi sẽ giữ nguyên trên cái dàn khung, gọi là dàn khung hắc que này, không có tháo ra, không khi là mất. Gắn lại như cũ. Cái này là của cái loa, loa vệ tinh. Loa vệ tinh nó của cái loa. Mua cái bộ trống riêng.
mua cái loa riêng. Cái là cái loa nó sẽ đi với cái AP50 hả? Hai cái loa vệ tinh. Cái loa nó tên là AP50. À. Nó bao gồm một cái loa súp to với lại hai cái loa vệ tinh nhỏ với lại hai cái miếng màu đen này. Hai cái loa vệ tinh này để dàn ra hai bên. Còn con ốc bên này nữa. Con ốc này rất là nhỏ. Để mất thì kiếp cũng hơi mệt. Cưới có thể gỡ cầm cái này theo. Nhưng mà đến đấy đâu biết chọc vào đâu để đánh đâu. Chọc lỗ phone vô. Lỗ phone ít. Vô lên mixer là không. Cái dưới này mà. Nó nhọn nên nó có bằng nó mà đẹp lên bằng. Có thể gỡ ra được. Cái này có thể gỡ ra được. Lấy vít chữ thập mở ra. Rồi dây nè. Cái gì tín hiệu. Cái đầu mà nó dán lại với nhau là cắm vào trong hộp tuyến. Còn những cái đầu mà tuột tua ra cắm vào các mặt khít, mặt phết mặt khít rơi còn lại. Mặt tinh, mặt snare, hi-hat, rap, line, combine. Rồi dàn cắt que, dàn khuôn nè, chân bê đăng là chân kích ở giữa, là chân bên phải, còn chân bên trái, chân hai bê đăng hai hết. Ở dưới các bạn nên lót cái tấm thảm để phòng khi nó khỏi bị trượt ra, đấm đạp đạp kịp hồi đó. Cái bê đăng nó hay trượt ra, đó, nên lót cái tấm thảm ở dưới. Đây cái dàn khuôn là hình dạng chính xác như thế này. Có hai cây dài nhất, có cái lỗ ở trên là hai cây này, một cái để chọn cái symbol brass, brass 1, symbol brass 2. Hai cái cây mà không có hai cái lỗ cũng đứng ở dưới của đế là hai cây bên trái phải trụ. Hai cây có lỗ dài hơn là brass 1, brass 2, nhớ vậy. Rồi những cái cây mà có cái đường cong, những cây nhìn nó có đường cong hơn cong một chút nó sẽ tạo thành một khung hai cái cong ở trước mặt tôi song song, rồi hai cái cong ở hai bên nó còn cong một chút, rồi còn một cây thẳng nó chọt thẳng vào giữa hai chân để cái snare ở giữa gạt giữa hai chân đó. Thì cái dàn này chắc là tôi để nguyên không gửi đi, hãy xếp lại. Xếp lại, gọn, gửi đi.
khung. Đây là cái phần lắp khó nhất. Lúc đầu tôi lắp là mất từ sáng đến chiều thôi. À không, từ chiều đến tối chứ. Từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, tôi dán giấy cho mấy ông rồi. Và trước khi lắp dàn khung, cái đầu tiên khi lắp một bộ trống là phải lắp cái ghế. Lắp cái ghế để ngồi vô đi, rồi tính. Bây giờ tôi dán cho ông là dọc trái. Là cái dọc đứng bên trái á. À, dọc phải, hai cái dọc trái dọc phải này giống như nhau, giống như nhau, thay thế cho nhau được. Rồi đây là cái ngang trái, cái ngang trái nó sẽ có hình không phải là thẳng mà nó sẽ là vòng cung, nó hơi cong cong chút nha, nó cong ra ngoài là đúng á, cái lồi ra ngoài á. Rồi ở đây là ngang phải, nó sẽ lồi ra ngoài là đúng để tạo thành một cái vòng cung ha. Rồi hai cái grass nè, một cái grass bên trái có cái lỗ trên á, cái grass bên trái, rồi một cái grass bên phải, hai cái lỗ đó để ngay trước mặt là đúng. Rồi cái ngang ở trên, ngang ở trên giữa, ngang giữa trên và ngang ở giữa dưới, ngang giữa dưới nó đều lồi ra ngoài hết là đúng. Rồi một cái que dễ xéo vào trong, kẹp ở giữa hai chân, đó là snare, là đúng. Đó là cái bộ khung. Rồi trước khi lắp bộ khung thì nhớ lắp cái ghế trước, để có cái ghế ngồi, ngồi vào. Và lắp theo đúng cái vị trí như tôi dán là ok.